Sáng ngày 12 tháng 5, anh NS, hướng dẫn viên du lịch, chia sẻ sự việc lên các trang mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng tìm danh tính tài xế taxi để lấy lại số tiền cho cặp du khách người Pháp bị bắt chẹt. Anh S cho biết, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 5, hai người Pháp đi taxi từ phố Trần Nhật Duật về chợ Gạo, Hà Nội. Đoạn đường khoảng 100m, tài xế tính 500.000 đồng. Chưa dừng lại, sau khi thấy khách để quên hộ chiếu trên xe, tài xế quay lại đưa cho khách và đòi thêm 500.000 đồng. Liên quan đến biển số xe taxi được du khách chụp lại, trao đổi với chúng tôi, đại diện hãng taxi Sao Thủ Đô xác nhận số điện thoại trên xe nhưng dữ liệu của hãng hiện tại không còn chiếc xe trên. Theo vị này, chủ xe đã không còn tham gia hoạt động trong hãng taxi này từ cách đây 2 năm. Liên hệ người đứng tên chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát và sở hữu chiếc xe taxi này là anh PQC ở quận Thanh Xuân, cho biết cách đây hơn 1 năm anh C đã bán chiếc xe này cho một người buôn bán xe ô tô. Trước khi bán xe, anh C đã chuyển đổi thành xe tư nhân, không còn tham gia kinh doanh dịch vụ. Hiện Công an Hà Nội đã vào cuộc phối hợp với lực lượng chức năng, tiến hành xác minh làm rõ.